Sư có hướng dẫn thiền không? Rồi, thêm một cái câu hỏi là sư có hướng dẫn thiền không? Thì sư có hướng dẫn thiền nhưng mà hướng dẫn trực tiếp chứ không có hướng dẫn online nha. Quý vị đi bị bệnh á, mình còn ráng mình lê cái thân mình tới bệnh viện, mình không có dám khám online, mà quý vị hành thiền mà dám chơi online thì sư cũng chịu thua quý vị. Bỏ qua câu hỏi này.